Porsche Macan là dòng SUV cỡ nhỏ bán chạy nhất của thương hiệu xe Đức trong nhiều năm trở lại đây. Mẫu SUV này ra mắt lần đầu vào năm 2013 nhưng một năm sau 2014 mới mở bán chính thức. Tháng 7 năm 2018, bản nâng cấp giữa vòng đời của Macan được giới thiệu đến người tiêu dùng thế giới. Đến tháng 7 năm 2021, tức tròn 3 năm sau, mẫu xe này tiếp tục nhận được lần nâng cấp tiếp theo. Với nhiều thay đổi về nội thất, tăng sức mạnh cạnh tranh với loạt tên tuổi nổi tiếng như BMW X4, Mercedes-AMG GLC 43, Lexus RX, Acura RDX, Cadillac XT5, Jaguar F-Pace, Range Rover Velar. Tại thị trường Việt Nam, Porsche Macan nằm trong phân khúc SUV hạng sang và hiện có 3 phiên bản gồm Macan tiêu chuẩn, Macan S và Macan GTS. Porsche Macan 2021 sở hữu ngoại hình cơ bắp, mạnh mẽ nhưng vô cùng sang trọng, lịch lãm. Điều này được thể hiện ngay ở phần đầu xe với nắp capo dập nguyên khối bản rộng. Hệ thống đèn chiếu sáng tích hợp công nghệ thích ứng Porsche Dynamic Light System Plus với thiết kế 3D nổi bật, thiết kế nằm gọn ở nắp capo tạo sự khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe khác. Đèn định vị và đèn ban ngày LED hiện đại, đèn sương mù giấu kín trong hốc gió. Lưới tản nhiệt tạo hình lục giác với các thanh nan kiểu Kazoo mang đến cái nhìn đơn giản nhưng không kém phần thu hút cho khu vực đầu xe. Chạy dọc thân xe là bộ la răng có kích thước tùy chọn đa dạng, từ 19 đến 21 inch cùng 7 thiết kế tạo hình khác nhau, đáp ứng tối đa nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng. Trong khi, phần đuôi của Macan 2021 sở hữu cụm đèn LED 3 chiều được chia sẻ từ đàn anh Cayenne và Panamera. Không dừng lại ở đó, Porsche còn mang đến những gói màu ngoại thất mới cho Macan. 2021 gồm màu xanh lam Miami Blue, màu phấn trắng Chark, màu xanh lục mâm bá Green Metallic và màu bạc Dolomite Silver Metallic, màu nâu mận chín. Không gian bên trong Porsche Macan 2021 nổi bật với phong cách sang trọng, đẳng cấp đúng chất xe sang. Nội thất bọc da, vô lăng 3 chấu tích hợp các nút chức năng như đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng. Phía sau vô lăng còn trang bị lẫy chuyển số thể thao, ghế thiết kế kiểu dáng thể thao ôm người ngồi. Trong đó, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 6 hướng. Hàng ghế rộng rãi đủ cho cả 4 người ngồi. Không gian để chân thoải mái. Có thêm tựa đầu, khay để cốc kiêm bệ tì tay ở hàng ghế giữa. Hệ thống thông tin giải trí là màn hình kích thước 10,9 inch cảm ứng, tích hợp công nghệ điều khiển bằng giọng nói, WLAN Hotspot và Porsche Connect Plus. Đi cùng với đó là hệ thống 11 loa Bose, kết nối Bluetooth, đĩa CD, USB v.v. Một số tùy chọn khác cho không gian bên trong Macan như vô lăng GT Sport bọc da lấy cảm hứng từ siêu xe Porsche 911, kính chắn gió sưởi ấm hoặc bộ ion hóa để lọc không khí trong xe. Porsche Macan 2021 có hai tùy chọn động cơ gồm 2.0 và 3.0. Cụ thể, động cơ 2.0 được trang bị cho bản tiêu chuẩn, sản sinh công suất cực đại 252 mã lực và mô men xoắn 370 nm. Động cơ 3.0 trang bị trên các bản S và GTS, song cho công suất và mô men khác nhau, lần lượt là 354/480 và 380/520. Kết nối với các động cơ trên là hộp số tự động 7 cấp cùng loạt tính năng an toàn cao cấp như kiểm soát độ ổn định, hệ thống treo khí nén chủ động, quản lý hợp lực kéo, điều phối lực kéo vector cao cấp, khóa vi sai tự động ABD, hệ thống chống trượt ASR, van biến thiên có điều chỉnh hành trình. Giá xe Porsche Macan có sự chênh lệch tới hơn 1 tỷ đồng giữa phiên bản thấp nhất và cao nhất. Điều này xuất phát từ những khác biệt về trang bị cũng như động cơ mà các phiên bản sở hữu. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất chính là sức mạnh động cơ khi mà bản tiêu chuẩn với mức giá thấp nhất chỉ được trang bị động cơ i4 2.0 công suất 252 mã lực, mô men xoắn cực đại 370 nm, khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,7 giây. Trong khi đó, bản cao nhất dùng động cơ xăng V6 3.0, công suất tối đa 380 mã lực, mô men xoắn 520 nm, cùng khả năng tăng tốc vượt trội từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 5,3 giây. Porsche Macan là mẫu SUV thể thao hạng sang thể hiện rõ đẳng cấp của những người có tiền. Đây không đơn thuần là một chiếc ô tô, mà nó còn là sự sang chảnh, đẳng cấp, chất lượng và tốc độ. Tuy nhiên, giá bán xe Porsche Macan 2021 cũng không hề dễ chịu chút nào so với các đối thủ cùng nhóm. Giá của phiên bản thấp nhất cũng vào khoảng hơn 3 tỷ đồng. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!